Vâng, và hiện tại thì em đang có mặt tại nhà anh Đà để bàn giao cho anh Đà một combo sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ hương đá, là bao gồm là một bộ hộp hàng VIP và một chiếc kệ TV VAT hiện đại. Đây, và nhà anh Đà thì địa chỉ là Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Đây thì các bạn xem đây. Đây là cái không gian ngôi nhà của anh Đà vừa hoàn thiện xong đây. Và đây em sẽ đi vào bên trong cái phòng khách, cái khu vực mà anh Đà kê bộ sản phẩm và một chiếc kệ. Đây. Đây, các bác cùng với em đi vào bên trong phòng khách của anh Đà đây. Đây là phòng khách của nhà anh Đà nhé các bác nhá. Rất là đẹp, nhà vừa hoàn thiện xong. Đây là cái không gian mà kê bộ bàn ghế và con kệ đây. Và con kệ thì sẽ kê ở đây nhé các bác nhá. Con kệ kê đây và bộ bàn ghế để kê hình chữ H. Đây, và đoản em để bên này này. Vậy, và hai ghế đây. Đây, và giữa là một bàn to nhé các bác nhá. Và giờ em sẽ cùng anh Đà đây để kê bộ sản phẩm, bê bộ sản phẩm vào trong phòng khách của nhà mình. Vâng, cảm ơn các bác đã nhấn vào xem video clip của bên nhà em. Và lại là em Hùng Viện đây. Và ngày hôm nay thì bên nhà em rất vinh dự được đem giả hàng một đơn hàng của anh Đà. Anh Đà có đặt bên nhà em là một combo sản phẩm bao gồm là một bộ hộp hàng VIP hàng đặt, và kèm theo đó là một chiếc kệ TV VAT hiện đại. Thì hiện tại bên em vừa mới lắp ráp xong. Đấy, thì hôm nay em sẽ quay review cho các bác qua hai cái sản phẩm của anh Đà đặt nó có gì đặc biệt các bác nhá. Thì đầu tiên thì anh Đà có đặt bên cơ sở nhà em là một bộ hộp hàng VIP, cột 12, chân 12, hàng mặt dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân, hàng trọn vân, hoàn toàn từ chất liệu gỗ hương đá các bác nhá. Hàng vách đục trơn trọn vân. Đây các bác quay lại gần đây. Đoạn dài đây các bác xem đây. Hàng trọn vân, hàng siêu VIP với các bác nhá. Đấy. Và tất cả là bên em làm là hàng mặt nguyên một tấm, dày 2 phân các bác ạ. Cột 12, chân 12. Bộ này bên em làm là bao gồm là 7 món, gồm một đoạn lớn và hai ghế con. Ở giữa là một bàn to và kèm theo đó là một chiếc đôn kẹp bàn và một chiếc đôn kẹp ghế. Và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Thì đây em sẽ quay cho các bác xem đây. Bộ sản phẩm này của anh Đà đặt là yêu cầu là hàng cột 12 các bác nhá. Cột 12. Đấy, và dày là dày 7 phân, chân 12, hàng cuốn thư liền, hàng vách đục trơn, hàng trọn vân. Đây các bác xem đây. Vân veo thì đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Hàng là hàng lục lõi 100% chất liệu của hương đá các bác nhá. Thì bên em vừa mới kê vào xong đây thì các bác xem đây. Đấy, và toàn bộ là bên nhà em làm là sơn BOMO7 các bác nhá. Cái dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan này rồi các bác. Giờ đây cứ luột chảy luôn các bác. Thì các bác nào mà xem được video clip này của em thì các bác hãy nhấn cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé các bác nhá. Đấy, và cái sản phẩm thứ 3 đây, hai chiếc ghế đơn, và sản phẩm thứ 3 là một chiếc bàn lớn. Bàn lớn thì các bác hãy nhìn đây. Mặt bàn em làm là sẽ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân, và vân đây các bác hãy xem đây. Vân đẹp thôi rồi luôn các bác ạ, vân cực kỳ là dày các bác nhá. Đấy. Bộ sản phẩm này thì anh Đà đã đến trực tiếp cơ sở để đặt cách đây khoảng hơn một tháng rồi. Thì hôm nay bên em vừa hoàn thiện xong để giao cho anh Đà. Thì anh Đà thì cũng đang có việc bận nên là cũng không ở nhà nhận hàng được. Thì bên em sẽ quay review cho các bác xem. Đây cái đoạn lớn này. Đây các bác xem này. Toàn bộ là hàng bên em làm là hàng trọn vân, trọn gỗ các bác nhá. Vân của bộ sản phẩm này thì cực kỳ là đẹp các bác ạ. Đấy, các bác xem các đường nét chi tiết đây. Và tất cả nhá, các cái cuốn thư này bên em làm bản rộng hơn cái hàng bình thường rất là nhiều các bác ạ. Và là bản cuốn thư liền, không chấp ghép, cuốn thư liền. Cột là cột đục móng, cuốn thư, chưa cuốn thư, vách đục trơn đấy các bác xem này. Vách đục trơn này nhá, thì các bác ưu điểm ấy, thì vân nó rất là đẹp và hàng rất dễ lau chùi. Đấy, toàn bộ là tay hộp em làm, tay hộp đục trơn và dưới tay hộp đục cá chép. Khuôn tranh này, em làm dày 5 phân này các bác. À, khuôn tranh dày 4 phân, xin lỗi các bác nhá. Khuôn tranh dày 4 phân, yếm dày 3 phân, chân 12. Đấy, và đây thì anh Đà có đặt bên cơ sở nhé, thì em sẽ tặng cho anh Đà một combo khay trà đây. Đây bao gồm là một cái khay trà này và một lọ đựng tăm và một lọ đựng giấy và một lọ đựng gà tàn và một lọ là để tăm này các bác. Đấy, 6 phần quà các bác nhá. Đấy, mua hàng thì bên nhà em trong thời gian này sẽ được tặng bao gồm là một combo sản phẩm này. Đấy, và đây là một chiếc đôn kẹp bàn này. Đôn kẹp bàn này cũng làm dày 2 phân này, mặt khuôn tranh dày 4 phân. Đấy, bàn đôn ngăn kéo toàn bộ. Đây, và anh Đà đặt thì có yêu cầu làm thêm là một chiếc đôn kẹp ghế các bác nhá. Đôn kẹp ghế. Đấy, các bác xem đây. Cực kỳ đẹp, hàng là hàng toàn bộ là sơn BOM hết. Sờ thì cứ gọi là trẻ luôn. Và cuối cùng là một chiếc đôn thấp, là bộ sản phẩm này bao gồm là 7 món các bác nhá. Đây, dày 2 phân này. Toàn bộ làm dày 2 phân hết, hàng đặt chân 12, cột 12. Thì bộ sản phẩm này bên nhà đang bán với giá cho anh Đà là 45 triệu các bác nhá. Đây, và đến với sản phẩm thứ hai của anh Đà đặt là một chiếc kệ TV VAT hiện đại, dài 24 các bác ạ, hàng trọn vân, trọn gỗ, đục trơn. Đây các bác nhìn xem này. Toàn bộ là hàng bên em là sơn BOM màu hương hết các bác ạ. Đấy, màu hương này thì nhìn
gỗ rất là lỗi và vân cực kỳ đẹp các bác nhá. Vân lỗi đây, rất là lỗi nhá. Hàng thì xà lột trẻ mát thát luôn. Và chiếc kệ TV vát hiện đại này em đang bán với giá là 10 triệu theo combo cho anh Đà các bác ạ. Đấy thì các bác nào mà ở gần nhà anh Đà có địa chỉ là xóm 5 Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc thì Đông Anh, Hà Nội thì có thể qua nhà anh Đà xem trực tiếp hai cái sản phẩm này của anh Đà. Đấy và muốn đặt hàng và muốn tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ qua hotline của em là như trên biển đây là 0961 19 400 nha các bác nhá. Còn địa chỉ nhà em là ở cạnh cái xăng của bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng từ mộc cho đến hoàn thiện, có tất cả các mẫu sản phẩm từ đồ bàn ghế, kệ tivi, đồng hồ, lục bình và đồ thờ. Đấy, sẵn rất là nhiều để các bác qua xem nhá. Thì em xin báo giá công khai với mọi người một lần nữa là một bộ sản phẩm Âu Á hộp 7 món này em đang bán với giá cho anh Đà là 45 triệu hàng VIP gỗ hương đá. Và một chiếc kệ tivi vát kèm theo đó là em đang bán với giá là 10 triệu. Đấy, các bác nào đang quan tâm hai cái sản phẩm này muốn đặt hàng thì hãy liên hệ qua hotline của em là 0961 19 400 nha các bác nhá. Và các bác nào mà có những bình luận đóng góp ý kiến gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em. Đấy, còn em cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để xem hết cái video clip này của bên nhà em. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.